đó là đường hầm chuyển bệnh xuyên qua đường sư vạn hạnh phường 10 và phường 12 quận 10 thành phố hồ chí minh nối khu trần đoán điều trị kỹ thuật cao với khoa cấp cứu và điều trị nội trú tại bệnh viện nhân dân 115 đây là đường hầm chuyển bệnh đầu tiên tại một bệnh viện ở thành phố hồ chí minh điều này khá đặc biệt bởi các bệnh viện khác có cơ sở nằm hai bên đường như bệnh viện trợ giấy bình dân ung bướu nguyễn tri phường khi chuyển bệnh thường phải băng qua đường hoặc sử dụng cầu bộ hành Khu trần đoán và điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhân dân 115 chính thức khánh thành ngày 15 tháng 2 năm 2023 sau hơn 6 năm khởi công. Tổng diện tích sàn xây dựng trên 19.000m2 với số vốn đầu tư hơn 332 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà gồm 10 tầng, có 2 tầng hầm riêng và đường hầm kết nối với khu vực cấp cứu, điều trị nội trú. Đặc biệt, tòa nhà có sân đáp trực thăng, bệnh viện kỳ vọng mở ra cơ hội cấp cứu hàng không trong tương lai. Bệnh viện Nhân dân 115 hiện có quy mô lớn nhất trong các bệnh viện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện có 1.600 giường bệnh, 45 khoa phòng với 2.500 cán bộ nhân viên. Là đơn vị được giao nhiệm vụ phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu ngang tầm khu vực và thế giới.